Hello, xin chào tất cả mọi người ha, lại là em Chiến Hà Guitar đây. Thì hôm nay em cũng lựa được 5 cây đàn guitar classic. Thì nó có giá nó dao động từ khoảng 3 triệu 2 cho tới 8 triệu rưỡi thì dành cho những ai mới học hoặc là những anh em nào mà chơi lâu nhưng mà muốn kiếm một cây đàn tiếng hay giá trung bình. Thì trong clip này nó cũng có và nó có một cây No 20 rất là quý nha mọi người và lưng ông rất là đẹp. Thì cũng các như các video trước đó thì em luôn chia sẻ để anh em vô sau coi mình có thể biết thêm được về những cái đàn classic mà trước khi bọn em bán ra. 100% những cái classic ở bên em bán ra đều là được qua tay em kiểm tra. Qua tay em kiểm tra và em kiểm tra chất lượng, kiểm tra xem nó có lỗi lầm gì hay không, bắt đầu em mới đưa lên video. Và trước khi mà cây đàn này đi ra khỏi tiệm lại được em kiểm tra thêm một lần nữa để tránh những cái trường hợp rủi ro cho mọi người mà ship đi ship về là em thực sự em rất là ngại. Và hôm nay cũng có một vị khách, một anh ở ngoài Hà Nội mua mà nói chung mà anh cảm thấy không ưng hay gì đó thì em không biết, nhưng mà để cái video này, trong video này em sẽ nói luôn rồi, để cho mọi người đi mua một cây đàn nhập thì mọi người cũng phải biết về nó một chút. Thứ nhất, hôm nay á, thì em có giới thiệu cho mọi người là 5 cây đàn classic. Thì tất cả những cây này đều đã được tay em kiểm tra từ cần cho tới action và tình trạng như thế nào thì em sẽ báo cáo với mọi người. Để mọi người mua thì em sẽ gửi hình ảnh thì nó sẽ lẹ hơn ha. Anh em cần clip test âm cộng hình ảnh thực tế của cây đàn thì mọi người cứ kết bạn qua số Zalo là 0938 522 994 sẽ được em hỗ trợ ha. Còn anh em nào ở gần thì mình cứ ghé trực tiếp địa chỉ là 294C đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cây này là cây số 1. Cây này là một cây Matsukano 20 đời 1974. Và anh em luôn luôn nói là ở sao No với M, No với M nó sao No với M tem đen nó khác nhau mà sao nó giống nhau. Em nói với mọi người á là cây No thì mọi người phải mua là No từ năm 1975. Gọi là đầu những năm 1975 đổ về năm 1973, 74, 72, 71 là cái dòng tem nâu thì nó mới khác biệt. Còn cái dòng tem đen chữ ký á, thì nó cái No hay M là không quan trọng bằng là cái năm sản xuất của cây đàn. Để mọi người dễ phân biệt ha, chứ không có phải một cây No mà sản xuất năm 1980, 81 không thể nào mà so sánh bằng một cây M sản xuất năm 1974, 75 à 7 76, 77 được nha mọi người. Nó khác nhau ở cái đó nên mọi người đừng đừng có nghĩ là No là cứ No là hay hơn M, không phải đâu nha mọi người. Nó còn phải theo cái năm sản xuất nữa. Còn nếu mọi người mà muốn mua No mà khác biệt thì cứ mua cây nào mà 1975, 76, 1975, 73, 74, 75, 72, 71 gọi là từ năm 1971 tới năm 1975 thì những cây đàn đó nó sẽ khác biệt nha mọi người. Thì đây, hôm nay trong clip này cây số 1 là một cây Matsukano 20. Tình trạng còn mới khoảng trên 90% với cái dòng này, như vậy là quá là mới nha mọi người. Còn nếu mà mới hơn nữa thì cũng khó lắm á. Tất cả là nguyên zin, có một chỉ cần. Lưng hông rất là đẹp nha mọi người. Bộ vân gỗ và là zin này cực kỳ đẹp nha. Cây này thì em đang đang bán với giá là 8 triệu, à giờ 7 triệu rưỡi. Thì em ưu tiên trong video này em sẽ giảm cho mọi người còn với giá là 7 triệu 2 nha. Vì cây đàn này rất là quý và cũng mua cũng rất là khó. Cây này thì tiếng cực kỳ hay. Matsukano 20 1974 giá là 7 triệu 2. Cây này là có một chỉ cần cho mọi người, cây số 1. Rồi tới với một cây số 2. Cây này là một cây Matsukano 25. No 25 nhưng mà cây này là được sản xuất năm 1976 nên nó là gọi là cái năm đầu tiên của cái dòng tem đen này mọi người. Nên nó cũng rất là quý nha. No 25 1976. Tình trạng cũng là nguyên zin 100%. Vì trong video này thì tất cả là những cây đàn nguyên zin hết, chứ không có lỗi lầm gì cho mọi người. Cây này thì được sản xuất là ngày 8 tháng 11 năm 1976. Tình trạng cây này thì nó cũng rất là mới, nhưng mà nó có một vài cái dấu chấm nên thôi em cứ gọi là khoảng độ trên 90% đi ha. Này mọi người, mặt cũng rất là sáng nha. Khóa tất cả là zin nha. Lưng hông là cẩm ấn, rất là đẹp.
Thường thường action của những cái classic bên em sẽ để khoảng tầm 3 ly 2 đến 3 ly 1 đến 3 ly 2. Anh em nào mà muốn chơi thấp hơn thì mình có thể liên lạc qua số Zalo thì em sẽ hỗ trợ và em sẽ hạ action xuống cho mình nhá. Vì những cái đàn classic đôi khi mình để thấp quá, mình chơi mình ép dây sẽ không có được và nó cũng sẽ bị giảm đi cái âm thanh của cây đàn, chứ không phải là cứ để thấp là tốt đâu nha mọi người. Thì và những cây đàn này thì xương nó còn rất là cao thì mọi người cứ hạ thoải mái thôi, chứ có nhiều anh em cứ thấy là sau action nhìn nó cao, mọi người đang cầm một cây đàn acoustic nó là dây sắt, mọi người bấm thì nó cao, nếu mà nó cao là mọi người bấm đau tay. Với cây classic á 3 ly 2 á là thấp chứ không phải là cao như mọi người. Còn như thường thường như cây này đi, như cây này thì hiện tại nó khoảng tầm 3 ly. Nhưng mà mọi người có thể hạ xuống, nó xuống hạ nó xuống còn khoảng tầm 1 ly 1, 1 ly 2 cũng được luôn đó. Là vì cái xương dưới nó rất là cao. Cây này là cây số 2. Cây này là cây số 2 Matsukano 251976. Có giá là 5, giá sale là 5 triệu tặng kèm bao da. Tiếng cực kỳ hay, dòng Matsuka mà dòng nô thì tiếng nó rất là tiếng nó vang lớn. Tới cây số 3. Cây số 3 là một cây Yamaha C200A. Cây này thì nó được sản xuất khoảng cuối những năm 1980 nha mọi người. Cuối thập niên 80. Cây này là nếu mà nói về độ mới là nó là line new luôn. Cây này là hàng line new luôn, nhưng mà nó có hơi bị ố nhẹ cái sơn đây một chút này mọi người, xíu không đáng kể nha. Nó ố bên trong cái lớp sơn bóng đó, chứ không mình không thể nào mình làm hết được nha mọi người. Còn về tình trạng là cây này là mới line new luôn. Mới line new ở đây thì nó còn khoảng tầm 97-98% là đã là mới line new rồi. Chứ một cây đàn mấy chục năm mà đòi nó mới 100% thì chắc chắn là không có nha mọi người. Khóa đặc thù Yamaha, khóa zin. Cây này thì hôm nay em sẽ giảm cho mọi người còn với giá là 3,2 triệu, cây số 3 ha. Yamaha C200A. Với một cây đàn khoảng 3 triệu hơn thì nói chung là cây này quá là ok, với mức giá mà 3,2 triệu thì quá là rẻ nha mọi người. Tặng kèm là một cái bao da cho mọi người. Anh em nào ở gần thì có thể là ghé trực tiếp mình lấy, còn anh em nào ở xa thì cứ cọc cho em là 300.000 là em sẽ ship tới tận nhà mình kiểm tra hàng thoải mái ha. Cứ anh em tới cứ nếu mà không, nhiều khi nhân viên bên bưu điện là không có kiểm tra thì mọi người cứ gọi trực tiếp cho em. Thì bên em sẽ gọi lại cho bên vận chuyển là sẽ cho mọi người kiểm tra đàn trước khi thanh toán thoải mái. Và kể cả là mọi người có nhận đàn rồi mà mọi người không ưng thế nào đó, em vẫn hỗ trợ cho mọi người, chứ không có phải là bán xong rồi là chia tay đâu mọi người. Đối với cây số 4. Cây số 4 là một cây cây số 4 là cây Matsuka M60. Dòng này là dòng tem, gọi là dòng tem nổi. Cây này thì nó được sản xuất tùy theo dòng nhá. Ví dụ như cây này thì em biết là nó sẽ được sản xuất vào là đầu năm 1990. Vì sao á? Thứ nhất là những cây mà được sản xuất đầu những năm 1990 á là nó sẽ được bộ khóa tai ngọc này mọi người. Còn những cây đàn mà về sau này á thì nó sẽ giống như mấy cây 50 thôi, khóa nó rất là thường. Khóa nói chung là nó giống mấy cây mà dòng đời mới, khóa rất là thường, không được khóa tai ngọc. Cây này thì băn khoăn nó còn mới khoảng tầm trên 95% cho mọi người. Nói chung là nó có 1-2 cái dấu xước bóng nhẹ này. Đây. Gần như mọi người không thấy đâu, tại vì nó rất là nhỏ. Cần Matson thì cực kỳ tốt. Dòng này thì tiếng cũng, dòng Matsuka tiếng rất là nổ này. Matsuka M60 ngoại hình còn mới trên 95%.
Giá của cây cây này nó có kèm một cái hộp. Cây này thì giá em giảm cho mọi người là còn 8 triệu rưỡi. Cây số 4 là Matsuka M60, đời 1990 đi. Hộp nâu, nó có một cái hộp nâu không, rất là, nói chung là cái hộp nâu thì rất là hiếm nha. Nhưng mà nó không có đẹp xuất sắc, nhưng mà được một cái hộp nâu thì rất là đẹp ha. Giá cây số 4, giá là 8 triệu rưỡi. Cây này thì giá thị trường hiện nay nếu mà hàng đẹp mà có hộp các thứ giờ cũng phải 11 triệu mọi người mới mua được. Chứ rẻ hơn chắc là cũng khó mua là mọi người. Và tới với cây số 5. Cây số 5 là một cây Koraira. Cây này á, nó là công ty con sau này của Asturias. Và nó được kiểm định trước khi mà gọi là lúc ngày trước nó là gọi là gì? Ngày trước đầu những năm 1970 thì nó sẽ là Asturias, sau những năm bắt đầu từ đầu những năm 1980 thì nó sẽ là Koraira. Vì Asturias là không có làm những dòng thấp này nữa. Cây này là cây AST60. Cây này vì sao mà em biết được chính xác năm? Thứ nhất là dòng mà được sản xuất đầu những năm 1980 á là nó sẽ có một cái chì cần. Và thứ hai là bộ khóa để mình có thể phân biệt, và thứ ba là mình cách người ta đóng cây đàn và những cái chỉ sau này dòng AST60 sau này á, thì nó làm mình cầm vô cây đàn nó mỏng mảnh hơn những cây này rất là nhiều, chứ nó không thể nào được như cây này ha. Những cây đó thì được cái mới thôi. Cây này và cây này nữa là dòng AST60 mà đời đầu á, là nó sẽ có một cái gối cần ở bên trong, thì thường thường chỉ có những cây đàn xịn mới có. Cây này thì ngoại hình nó còn khoảng trên 90%, cái mặt nó cũng rất là sáng nha. Nó có chày xước đây, để em để gần cho mọi người, là có chày xước, cái mặt rất là sáng, có một chỉ cần. Cây này em ưu tiên giá em sell cho mọi người còn với giá là 8 triệu rưỡi bằng với cây M60 luôn. Anh em nào mà thích đẹp thì lấy cây M60, anh em nào mà cái thích tiếng nó dày nó đầy đặn hơn một chút thì lấy cây này nha. Đấy, nói chung là hai cái thì nó đều có cái hay riêng chứ không phải là không hay. Thì hay à, tiếng cái này nó ấm hơn một chút so với thằng Matsu. Matsu tiếng nó nổ hơn. Lưng ông rất là đẹp à. Cái đường chỉ của những dòng đời trước luôn luôn nó làm sẽ sắc sảo hơn, và mình cầm cho cây đàn nó cảm thấy nó cứng cáp hơn so với những thằng đời sau một chút. Có một chỉ cần. Cây này là cây số 5 Koraira AST60 nha mọi người. Em bán với giá là 8 triệu rưỡi thôi. Cây này mà hàng đẹp giờ chắc phải 12 triệu nha mọi người. Cây này thì nó cũng được tặng kèm một cái này thì nó là cái short ke chứ nó không phải là cái, không phải là cái hộp nha. Nó cứng như cái hộp nhưng mà nó nhẹ hơn cái hộp này, cái short ke nha. Có cây này là cái này nó có quai đeo luôn, là để em kéo lên này quay cho mọi người. Nó có quai đeo sau luôn nha, anh em có thể tiện mang đi đeo đi làm, đi xe máy các thứ chạy xe là được luôn nha. Còn mà xách tay để gửi đi thì cũng rất là an toàn và rất là cứng nha. Sót ke thì nó nhẹ hơn. Cây này là cây số 5, giá là 8 triệu rưỡi. Và em cũng cũng vì một vài cái, nói chung một vài người anh em không có hiểu hết về cái cây guitar Nhật, thì đôi khi mọi người mua xong mọi người nhận được cây đàn rất là đẹp rồi nhưng mà mọi người vẫn không ưng, mà mọi người muốn nó hoàn hảo như kiểu là một cây đàn vừa mới đóng xong mà vừa mới sơn, gọi là một cây đàn mà vừa mới đóng xong vừa sơn xong á. Và những cây đàn đó đây em nói mọi người nghe này, với một cây đàn lát xích Nhật 100% cây nào nó cũng sẽ bị mo mặt một chút nha. Mo mặt một chút này mọi người nhìn này. Vì sao? Một cây đàn được sản xuất là từ năm 1970 mấy 80, năm nay nó 50 năm mà không kêu cái mặt này dây nó kéo nó mo lên một chút thì chắc chắn, theo em là chắc chắn không có. Mọi người cứ yên tâm là vậy, kể cả là em lấy luôn cây đàn 100 triệu cho mọi người coi nó cũng có cái độ mo, nhưng mà mình phải du di đi một chút. Đó là với những cây đàn Nhật cũ. Anh em nào chơi đàn Nhật cũ thì cũng đã biết không thể nào mà mình đòi hỏi nó phải như một cây đàn vừa mới, gọi là vừa mới xuất xưởng vừa mới đóng ra xong được. Thử xài 40 năm sau xem cây đàn nào nó có bị hay không là mọi người biết liền. À, nên đôi khi em thì em cũng không có ý gì, nhưng mà
Em nói em góp ý hơn để cho mọi người khi mua hàng online để mọi người hiểu hơn về một cây đàn Nhật một chút, chứ không mất công đi. Em gửi một cây C400 đẹp như mới luôn, không có phải chê gì anh ấy đâu, nhưng mà thôi anh cảm thấy anh không ưng thì thôi em cho anh gửi lại, chứ không có phải là không, em cũng không phải ép ai mua, vì đơn giản là C400 giờ rất là hiếm, gần như là kiếm cũng không có đâu. Chứ không có phải là em lấy một vài trăm ngàn của mọi người mà gửi đi gửi lại mất công lắm. Thì đó, thì em chia sẻ thêm một chút đó để cho mọi người hiểu hơn, và mọi người cũng phải du di một chút cho những cái cây đàn Nhật cũ khoảng 50 năm. Còn nếu mà thôi anh em nào mà anh thấy cái mặt này nó hơi 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 phù lên một xíu với một cây đàn Nhật, anh ơi nó là rất là bình thường. Đây là em góp ý thôi chứ em không có phải em nói gì đâu. Và em cũng xin phép là em giấu tên chứ không thể nào mà em nói ra được, không mất công. Cũng ai cũng là khách thôi. Chứ giờ một cây đàn mà như vậy mà gửi đi gửi lại đôi khi em cũng rất là ngại. Chứ em ngại ở đây là thứ nhất là em không bán được cây đàn, và thứ hai là người anh không có hiểu với cây đàn Nhật nó như thế nào. Nhiều khi bán ra cũng ngại, hay là kêu em bán những cây đàn lỗi, thực sự là không phải là nó lỗi. Đây là em chia sẻ, hoặc là anh em nào mà đã chơi đàn Nhật từ xưa đến nay thì chắc chắn là mọi người đã biết cái đó. Nên mọi người khi mua đàn, và em nói thiệt luôn, anh em nào mà sợ đàn guitar Nhật mà mặn mo thì tốt nhất là đi mua hàng mới, không nên mua. Đây là em nói thật, đây là lời khuyên chân thành. Còn đó, cây nào mà nó lỗi là sao? Lỗi là nó phải mo với một kích thước quá khổ lên, cần nó phải cao bạn, là và nó bị chúi cần luôn. Action mọi người không hạ được, action mọi người không hạ được và nó bị chúi xuống luôn, thì những cái đàn đó là lỗi. Còn như cây này thì mọi người thấy không, nó chắc chắn nó có độ mo nhưng mà action rất là thấp, action vẫn còn rất là thấp nha. Cộng theo cái xương này, xương dưới này mọi người thấy không, còn rất là nhiều. Thì với những cây đàn như vậy thì sẽ không thể gọi được là một cây đàn lỗi. Còn ở đây thì hôm nay trong nhà em thì không có cây đàn nào mà nó bị theo kiểu là mo mặt hẳn lên nữa, để gọi là cục cần. Thì em ở đây hiện tại em không có, nếu mà có thì em cũng chỉ cho mọi người để mọi người khi mua mọi người tránh được cái tình trạng đó. Hoặc là gục cần là sao? Giống như hôm trước trong một cái clip em có nói á, với một cây đàn FG302 thì cây đàn đó là em đã hạ hết action, hạ hết cái xương trắng dưới mà nó vẫn hơi cao một chút, thì như cái đó thì người ta đã gọi là gục cần, hoặc là nó bị mo mặt lên một chút đó, thì những cái đó thì nó gọi là hơi có lỗi thì mình bán rẻ. Còn với những cây đàn bình thường thì nó luôn luôn có độ mo một chút nhất định, chứ không thể nào mà nói không mo được. Mọi người cái cả ra mua đàn mới, mọi người xài vài năm nó cũng vậy thôi. Thì thôi, cuối video thì em chia sẻ để mọi người khi mua hàng mọi người hiểu hơn về nó một chút, để mình anh em mình kết hợp nó đều cũng vui vẻ, chứ không có gì là không phải là gì khó khăn. Rồi thì anh em nào mà tin tưởng thì muốn đặt hàng online thì cứ kết bạn qua số Zalo là 0938 522 994 sẽ được em hỗ trợ. Còn anh em nào mà ở gần thì mình có thể ghé trực tiếp địa chỉ là 294C đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người nhớ đăng ký kênh, theo dõi những video sau để em giới thiệu những sản phẩm khác. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.